quay trở lại với bản tin chuyền bóng đá ngày 8 tháng 6. V-League đã chính thức trở lại. Người hâm mộ đã có một cuối tuần thực sự ý nghĩa khi mà được thưởng thức những trận cầu hấp dẫn. Nhiều thông tin nóng sau vòng 3 V-League sẽ có trong tiêu điểm chuyền ngày hôm nay. Bây giờ thì xin mời anh em cùng đến với những thông tin đáng chú ý trong bản tin chuyền ngày 8 tháng 6. V-League tái khởi tranh, nhiệt đã lên đến đỉnh. Lượt trận còn lại của vòng 3 V-League đã diễn ra vào thứ Bảy ngày 6 tháng 6. Trận cầu tâm điểm giữa Hà Nội và Hoàng Anh Gia Lai đã diễn ra theo đúng kịch bản được dự đoán trước đó. Trong chuyến làm khách đến sân vận động Hàng Đẫy, Tuấn Anh và đồng đội đã không thể tạo bất ngờ khi mà để thua đậm cho đội bóng thủ đô. Nhưng bàn thắng của Văn Quyết và cú đúp của Romario đã giúp cho đội chủ nhà có trọn vẹn 3 điểm. Đây là thất bại đầu tiên của Hoàng Anh Gia Lai ở mùa giải này và cũng là một trong những trận thua nặng nề nhất của họ trước câu lạc bộ Hà Nội. No. Ở trận đấu cùng ngày, Than Quảng Ninh cũng đã nhận thất bại trước Tân Bình Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Không chỉ thua trận, họ còn dính vận đen khi mà trụ cột Nguyễn Hải Huy dính chấn thương nặng ngay trong trận đấu. Đã thi đấu trên sân nhà với sự cổ vũ của đông đảo người hâm mộ, Than Quảng Ninh đã không thể làm khó trước đội bóng mới lên hạng. Đội chủ nhà đã phải nhận trái đắng khi mà bỏ lỡ nhiều cơ hội. Sang đến hiệp 2 khi mà đang dồn lên tìm cơ hội gỡ hòa sau khi nhận bàn thua ở hiệp 1, đoàn quân của huấn luyện viên Phan Thành Hùng đã nhận tiền giữ. Khi mà phút 61, sau một pha va chạm với trung vệ bên phía đội khách trước vòng cấm, Hải Huy đã dính chấn thương rất nặng. Ống đồng của anh đã gãy gập lại, sau đó anh đã phải rời sân cấp cứu. Sau đó Than Quảng Ninh phải nhận thêm một bàn thua nữa. Kết thúc trận đấu, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã có chiến thắng đầu tiên tại V-League, rời sân cầm phả với trọn vẹn 3 điểm. Cùng chung niềm vui chiến thắng đó chính là Viettel, khi mà Viettel đã đánh bại đội bóng Thành Nam với tỷ số là 2-1. Chuyển sang thông tin quốc tế, Messi điên cuồng trên sân tập, nóng lòng muốn tái xuất La Liga. Lionel Messi đã bình phục chấn thương nhanh chóng và tỏ rõ quyết tâm trở lại thi đấu. Trước đó thì Barca đã đưa ra thông báo là Messi bị tổn thương cơ tứ đầu và không thể tập luyện cùng đồng đội. Anh đã phải tập riêng. Và những hình ảnh mới đây đã cho thấy rằng siêu sao người Argentina đang bình phục nhanh chóng và đúng hướng. Với những màn chạy nước rút liên tục trên sân, để ra sân thi đấu. Vào ngày 13 tháng 6 tới, Barcelona sẽ có trận đấu đầu tiên trong giai đoạn hậu Covid với chuyến làm khách trên sân của Real Mallorca. Ở mùa này, anh Si đã có 24 bàn cùng 16 đường kiến tạo trên mọi đấu trường. Đặc biệt, anh Si vẫn tỏ ra rất lợi hại ở La Liga khi mà đã có 19 lần làm rung mảnh lưới đối phương sau 22 lần ra sân. Qua đó vẫn dẫn đầu danh sách vua phá lưới. Thừa nhân tài, Manchester United lên kế hoạch loại bỏ Daniel James. Theo như báo chí Anh đưa tin, khả năng cao đội chủ sân Old Trafford sẽ để Daniel James cho mượn ở mùa giải tới. Việc quyết tâm đem về hai ngôi sao đó là Jadon Sancho và Kai Havertz chính là nguyên nhân khiến tương lai của James bị đe dọa. MU sẵn sàng đưa ra một bản hợp đồng kèm mức lương tăng đáng kể, nhưng mà sẽ đem tiền vệ chạy cánh này cho câu lạc bộ khác mượn, dọn chỗ cho Sancho, cầu thủ đang thi đấu thăng hoa trong màu áo Dortmund. Không chỉ có Sancho, MU còn tính tới khả năng chiêu mộ Kai Havertz. Cầu thủ của Leverkusen gây ấn tượng mạnh với 11 bàn thắng và 5 kiến tạo ở Bundesliga mùa này. Dự tính, hai thương vụ Sancho và Kai Havertz sẽ tiêu tốn của MU gần 200 triệu euro. Nếu mà cả hai bom tấn này được kích nổ, hành lang phải của Quỷ Đỏ sẽ trở nên vô cùng chật chội. Daniel James có giá bây giờ xem khoảng 15 triệu bảng và nhiều khả năng sẽ phải nhường chỗ cho hai ngôi sao nói trên. Nhưng mà đấy thì cũng chỉ là đang trong dự tính mà thôi. Mấy tin chuyển nhượng của MU thì chúng ta cứ phải chờ cầu thủ khoác áo rồi chạy trên sân chơi bóng thì lúc đó mới chắc chắn được. Chuyển qua những thông tin đến từ Bundesliga. Vòng 30 Bundesliga đã diễn ra cuối tuần qua, tiếp tục chứng kiến cuộc đua song mã giữa Bayern Munich và Dortmund. Đội chủ sân Allianz Arena đã giữ vững ngôi đầu bảng khi mà đem về trọn vẹn 3 điểm. Hùng Sám sẽ chỉ cần 2 trận thắng nữa để lên ngôi vô địch mùa này. Trong trận đấu với Bayer Leverkusen vừa qua, cho dù bị thủ lưới ở ngày phút thứ 9, nhưng mà các cầu thủ đội khách vẫn không hề nào núng. Họ đã ghi liền 4 bàn với các pha lập công của Coman, Gnabry, Goretzka và Lewandowski. Dù rất cố gắng nhưng mà đội chủ nhà sau đó chỉ gỡ gạc lại được một bàn, khép lại một trận thua 2-4. Trái ngược với trận thắng đậm của Bayern, Dortmund chỉ thắng với một bàn cách biệt. Dortmund bước vào trận đấu với một đội hình sứt mẻ khi mà cây sân bàn của họ là Erling Haaland đã dính chấn thương chưa kịp bình phục.
Trong khi đó thì Matt Hamel, thủ lĩnh hàng thủ phải dính án trèo giò. Việc thiếu đi tiền đạo chủ lực đã khiến Dortmund bước vào trận đấu với một cách khó khăn. Cơ hội tạo ra đã không khiến hàng thủ đội khách nào núng. Phải bước sang đến hiệp 2 nhờ bàn thắng duy nhất của Emre Can thì Dortmund mới có được chiến thắng. Với khoảng cách 7 điểm, Dortmund tiếp tục gây sức ép lên Bayern Munich ở trạng cuối của mùa giải. Nói thì là sức ép, nhưng mà theo tôi cái sức ép ở đây nó cũng chẳng nhằm nhò gì đối với Bayern Munich đâu. Không chịu nghe lời, Ronaldo bị huấn luyện viên mắng đến mức phát khóc. Đó chính là những chia sẻ trong cuốn tự truyện mới đây của tiền vệ Luka Modric. Anh tiết lộ rằng Mourinho đã khiến Ronaldo suýt khóc trong phòng thay đồ khi mà bị chỉ trích nặng nề. Đó là một trận đấu mà Real Madrid đã giành chiến thắng 2-0 ở cúp nhà vua. Modric chia sẻ trong cuốn tự truyện rằng chỉ vì Ronaldo không theo kèm đối thủ trong một tình huống tấn công từ cánh của cậu ấy mà Mourinho phát điên lên. Modric miêu tả lại bầu không khí căng thẳng. Cả hai đã nói chuyện với nhau rất lâu ở trên sân. Và sau khi bước vào phòng thay đồ, tôi thấy Ronaldo có vẻ rất tức tối và gần như đã phát khóc. Cậu ấy nói, tôi đã chơi quá hay mà ông ta lại chỉ trích. Cùng lúc đó, Mourinho đã bước vào và tiếp tục xỉ vả người đồng hương một cách nặng nề về thái độ thi đấu của cậu ấy trên sân. Cuộc tranh cãi diễn ra nảy lửa và tất cả chúng tôi đã phải can cả hai lại. Nếu không, có thể họ đã lao vào nhau và tẩn nhau mất. Luka Modric nhớ lại những gì diễn ra lúc đó. Khi mà hai cá tính quá mạnh gặp nhau thì xung đột diễn ra là điều dễ hiểu. Cuối mùa bóng đó, Jose Mourinho đã rời Real Madrid. Trong 3 mùa bóng mà Mourinho tại vị, Ronaldo đã ghi 126 bàn thắng trong 102 trận, giành một La Liga và một cúp nhà vua. Tiếp đến sẽ là một thông tin đến từ thánh lô của chúng ta. Super Mario đã chính thức thất nghiệp. Không thể tiếp tục chịu đựng thói vô kỷ luật của Balotelli, câu lạc bộ Brescia đã quyết định thanh lý hợp đồng với cầu thủ này. Theo đó, trong những ngày qua, Balotelli đã không tham gia tập luyện của đồng đội và lấy lý do là bị viêm dạ dày. Vâng, hẳn là đau dạ dày ạ. Hành động này như là một giọt nước tràn ly đối với cơn tức giận của chủ tịch Massimo Senilo. Trước đó thì đội bóng cũng đã có ý thanh lý hợp đồng với Balotelli, nhưng mà anh chàng này lại không hợp tác. Trong thời gian khoác áo với Brescia, Balotelli đã ghi 5 bàn thắng sau 19 trận ra sân. Trận sút này từng để lại những khoảnh khắc tệ hại ở Brescia khi mà nhận thẻ vàng và thẻ đỏ trực tiếp chỉ cách nhau 3 giây. Điều đặc biệt đó là Super Mario của chúng ta đã bị đuổi khỏi sân chóng vánh sau khi mà tham gia trận đấu từ ghế dự bị. Điều này nếu mà xảy ra với cầu thủ khác thì tôi không thấy lạ. Nhưng mà nếu nó xảy ra với Thánh Lô, tôi thấy nó chẳng có gì lạ lắm. Balotelli đã khoác áo 8 câu lạc bộ trong sự nghiệp. Anh từng là một sao trẻ hàng đầu thế giới cho mùa Inter Milan, Man City và AC Milan. Nhưng mà cũng bởi vì mãi chẳng chịu lớn mà sự nghiệp của Thánh Lô mới bị xuống cấp như ngày hôm nay. Tiêu điểm chôn ngày hôm nay của chúng ta sẽ là việc hàng loạt huấn luyện viên ở V-League bị sa thải ngay sau vòng 3. Chỉ sau vòng đấu V-League tái khởi tranh, lãnh đạo của Thanh Hóa đã gây sốc khi mà bất ngờ sa thải huấn luyện viên người Ý Fabio Lopez. Trước đó thì đội bóng xứ Thanh đã bạo chi để đem huấn luyện viên lão làng về dẫn dắt, đặt mục tiêu là cải thiện thành tích ở mùa giải năm nay. Thế nhưng, những gì mà chiến lược gia này mang lại chỉ toàn là thất vọng. Sau 3 vòng đấu đầu tiên, Thanh Hóa không giành nổi một điểm số nào và đang đứng áp chót trên bảng xếp hạng. Tệ hơn, đó là việc họ còn bị loại sớm khỏi cúp quốc gia. Ngay sau trận thua 1-2 trước Quảng Nam tại vòng 3 V-League năm 2020, ban lãnh đạo câu lạc bộ Thanh Hóa đã chính thức sa thải huấn luyện viên Fabio Lopez để tìm kiếm sự khởi sắc mới trong giai đoạn còn lại của mùa giải. Để thay thế cho chiến lược gia người Italia, câu lạc bộ Thanh Hóa đang nhắm tới cựu huấn luyện viên của câu lạc bộ Sài Gòn Nguyễn Thành Công. Nhiều nguồn tin cho hay huấn luyện viên Nguyễn Thành Công sẽ di chuyển ra Thanh Hóa để chốt nốt một số điều khoản trong hợp đồng trước khi chính thức lên cương vị huấn luyện viên trưởng của đội bóng xứ Thanh. Nhưng mà nhìn từ sự việc này thì tôi cũng phải nói thật là từ trước đến nay tôi chưa thấy một trường hợp nào mà các cầu thủ lại được bỏ phiếu để sa thải huấn luyện viên vì không đáp ứng được chuyên môn cả. Hôm nay hơn 70 tuổi mà cứ chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Trong một diễn biến khác thì nhiều khả năng AHB Đà Nẵng cũng sẽ sớm đưa ra quyết định chia tay huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức. Chúng ta có thể thấy sự kém hiệu quả ở mùa giải này của đội bóng Sông Hàn.
họ chỉ ghi được một bàn thắng nhưng mà để thua tới 6 bàn. Cùng với đó chính là việc phải chia tay giải đấu cúp quốc gia quá sớm. Kết quả này được cho là nguyên nhân dẫn đến việc huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức chia tay HB Đà Nẵng. Có thông tin cho rằng huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc sẽ là ứng cử viên thay thế cho vị trí nóng này. Còn sau trận thua toàn tập trước nhà đương kim vô địch V-League, huấn luyện viên của Hoàng Anh Gia Lai cũng đã lên tiếng nhận trách nhiệm và sẵn sàng chấp nhận sa thải. Huấn luyện viên Lý Thế Hùng chia sẻ: kết quả của đội bóng không tốt, huấn luyện viên sẽ phải là người chịu trách nhiệm đầu tiên. Tôi không trách cầu thủ. Nếu mà có quyết định sa thải của đội bóng thì tôi cũng sẽ chấp nhận. Thầy mới thấy được rằng môi trường V-League nó khắc nghiệt đến mức nào. Mới chỉ vòng 3 thôi mà các huấn luyện viên đã bị trảm lìa lịa. Tất cả các giải đấu khác trên thế giới, có sách dép cũng chẳng đuổi kịp được V-League của chúng ta. Nhân đây thì bản tin chiều bóng đá ngày 8 tháng 6 cũng xin phép được kết thúc. Cảm ơn tất cả các anh em đã quan tâm theo dõi. Hãy nhớ ấn like, share đăng ký kênh và giữ nút chuông để đón xem những bản tin tiếp theo. Xin cảm ơn.